Chù, nóng ghê, hấp trong này luôn. Lâm Trâm đâu rồi? Chia sẻ anh em Winner này nhé. Winner này em chai vào bảo nó máy đúng không? Thì tất cả nhiệt độ động cơ, nếu xài cái nước nếu vượt quá 100, hơn 120 độ thì đèn nhiệt sẽ báo đỏ cho anh em nhé. Thì máy này mở ra nóng khét lẹt nhưng nước vẫn còn và quạt vẫn quay trực tiếp. Đây. Đấy, quạt quay này. Ok, quạt quay trực tiếp nhá. Gió mát. Ok. Rồi cho anh em qua thông số. Chúng ta vào Winner nhá. Winner thông số nhiệt độ máy 116 độ, anh em thấy coi nó sẽ là 125 27 độ nó sẽ báo nhiệt nhá. 127 độ thì đương nhiên 125 127 độ đèn nhiệt sẽ báo cảnh cáo chúng ta là màu đỏ. Đấy, rất nóng. Anh em coi cái máy nó hực lên này. 118 độ. Trăm hai mươi độ anh em thấy không? Nóng phòng tay luôn. Đấy, đây. Nước đồ anh ấy mới làm đồ hết này. Quạt quay trực tiếp này. Ôi ôi nóng quá này, ống này. Trời, 120 độ mà. Ống phải nóng. Nóng rực. Đây. 124 độ này. Anh em coi bao nhiêu nó báo rồi nhá. Chuẩn bị nó báo này. Trăm hai tư độ này. Tay thắng à? Cái tay thắng á. Trăm hai bảy độ này đấy, thấy không, rất nóng anh em thấy không, báo đèn đỏ cảnh cáo nguy hiểm, quá nóng mà. Rất nguy hiểm nha. Đấy. Tí gọi lúc sau nha Thiện, nó xẹp không nha Thiện? Thấy nóng không? Rất nóng. Quá nóng luôn.
À, bởi vì trời nó nóng mà em. Trời hiện tại mình đang nóng lắm. Đấy anh em phải lưu ý nhá. Này đang có vấn đề ống này. Đấy, đây là cái van hàn nhiệt nè. Đấy, quạt quay trực tiếp luôn. Đó, đây là van hàn nhiệt nhá. Đúng rồi, cái này luộc gà ok đấy. Cái này luộc gà thì gà cũng chín luôn. Van hàn nhiệt nóng nóng bỏng. Đây cảm biến góc nhá. Anh em nào nâng cấp Motocam 6.3 lên 7, 5.8 lên 7, 6.1 lên 7 inbox ngay nhá. Rồi anh em nào tranh thủ chúng ta gửi máy về đây đi ạ. Máy này thì Tuấn đang mượn một anh em thợ nhá, gửi nâng cấp 6.1 lên 6.3 nhá. Mượn test anh em luôn, máy còn ngon lắm. Bền. Đúng không ạ? Khủng long. Đấy, hiện tại mới có 118 độ này, rất nóng này. Đấy thì cái này đơn giản thôi, anh em chỉ cần coi lại đường nước nhá. Bởi vì con cảm biến nhiệt này thì không bị gì đâu. Anh em phải cảm thấy cái nóng này. Còn nếu mà cái động cơ nó nguội ấy thì con cảm biến nhiệt nó báo sai. Nhưng hiện tại động cơ rất nóng, đúng không ạ? Thì chứng tỏ con cảm biến nhiệt báo rất đúng cho anh em. Đấy thì chúng ta phải có cảm nhận. Nhiều lúc anh em cứ nghĩ rằng cái động cơ nó nguội thì anh em lại làm con cảm biến nhiệt độ động cơ nó sai, nhưng nó đúng nhá. Đấy, chúng ta phải tính toán rằng ở nhiệt độ nó nóng thì đương nhiên cảm biến sẽ báo nóng. Còn nếu ở nhiệt độ nguội mà cảm biến nó báo nóng thì đứng nhựa con cảm biến nó đang có vấn đề, có thể nó bị già. Nhiệt độ khoảng 50 độ C thì nó có thể báo tới 120, 121. Còn cái này là nhiệt độ nóng ran luôn. Nóng kinh khủng đây. Đúng ạ, thì cái này anh em phải kiểm tra lại đường nước. Rồi. Đấy nhá. Kiểm tra lại đường nước, van cắt gió đấy. Đấy, cái này thì anh em phải mở ra kiểm tra lại. Và đồng thời chúng ta phải lấy máy nhá, khôi phục, reset lại ECQ. Ok, là ECM, là IC nhá. Đấy, nhiệt độ nóng không? Ai gọi anh ra? Lấy anh điện thoại em ra. Rồi.
Đâu bộ IC Jin nó còn không? À bộ IC lên bữa còn không? Cắt hết à? Hôm nay hả? À, em về xin lại em đến Sài Gòn. Có lên full hết không? Full hôm nay luôn ạ. Trái này, quả này quả bao nhiêu rồi? Quả này bao nhiêu rồi? Cái nòng này này. Nòng này. Nòng trái cho bao nhiêu? Em nhớ lại được. Lâu quá rồi. Cái nòng Jin còn không? Em gái ơi, cái lốp dùng nhiều lắm, đổ lông keo nhá. Lốp của keo sạch quá. Của keo rồi à? Mòn quá rồi. Nòng Jin thì vẫn còn á. Hả? Trong thành phố á. Bữa ăn chai nước luôn, ăn test lại đường nước này ta. Có keo chưa? Mấy lỗ nữa? Hả? Thôi ra đổ thêm lon keo nữa cho chám cho chị đấy. Chạy khi nào nó mòn là bỏ luôn. Ở quạt này đâu phải câu trực tiếp đâu, đủ nhiệt nó mới chạy mà. Hả? À, đúng rồi, do này nó nóng quá nó cứ chạy luôn mà. Cái này 100 lẻ mấy độ nó mới quay mà. Nè anh cứ tưởng em câu trực tiếp. Quạt này 100 lẻ mấy độ là nó quay nhá. Nè anh tưởng em câu trực tiếp. Ờ, nó làm lại hết cho. Đi về Jin rồi. Cho cái kìm cái dũng bẻ bẻ này ra, tao đưa nước vào đây cho anh. Kìm nhỏ nữa. Ngồi ghế đi, ngồi ghế cho nó mát. Cầm này, cầm két này. Bỏ lại ra. Hạ xuống nó chạy vô. Hạ xuống nó chạy vô. Này 100 lẻ mấy nó sẽ quay. Quạt này quay còn Jin. Nóng quá. Nước chạy đâu rồi? Coi nghe coi dụng. Nước chạy đâu ra rồi?
Đây à. Con này à? Hả? Này chết két rồi em ơi, tù nóng quá. Tù bụi đất không, chết két rồi. Này em chạy nữa là răng cái máy rồi luôn. Em giết từ Sài Gòn về luôn à? Dạ. Hả? Em chạy về Sài Gòn, em đưa xe cho nó. Xong em mua lại. Nhà chết két rồi em. Biết két rồi. Tù két này mục quá hồi rồi em không chịu làm đây mà. Thầy két. Chết két. Cái này em nạp đường dài nữa, cái máy này răng của bắp ngay. Nóng quá mà. Đó, trời ơi kìa. Trời ơi ghê quá này mà em. Trời xong. Tắt máy ọc sọc nước nha anh em. Đấy này, chúng ta lưu ý chúng ta làm, chúng ta đừng để những con khủng long này bên dưới này nhá, nó ọc nước vào là chết khủng long ngay đấy. Da bật. Chỗ này ọc mà cái này ăn vào mà không chịu tiêu hóa đấy, ọc ra lại đấy. Cái này là những cơn say này của những chú nhậu say nhậu nhiều này. Vì sao anh? Ghi số thoại là anh em ơi. Để xin là xong gọi nha anh trai. Tù dơ quá mà sọc lên. Rồi để anh số điện thoại lại đi. Cho thư thái. Để em ghi. Em ghi số điện thoại anh trai lại luôn em ơi. Để tí em dặn em làm cho xong em gọi cho. Bây giờ em mở ra em kiểm tra coi nó bận nó nhẹ không đã chứ, rồi em gọi liền chứ. Anh hiểu không? Sợ cái bận nó nặng quá là thôi 2 giờ làm sao kịp. Ấy để em mở ra em gọi liền cho. Mày học ra luôn hả? Học ra rồi. Xe đó hả? Được rồi, tí anh ấn lại cho. Anh cứ để thư thẻ để mai cũng được, hoặc là mai em lấy cũng được. Rồi ok em, để anh đặt cái két vậy. À cái bố sau này hết rồi thay luôn nhá. Bố sau của anh. Bố sau nó còn bố không, còn sắt không rồi. Dạ, thay giùm em luôn.
Con này là xước bê tông nha anh em. Bởi đó con trâu bị cái gì thế nào? Con này gọi là con trâu nha anh em, con thuyền. Thuyền này đang đi nước cạn này, mắc vào bờ. Thay vàng khác hay thay tim khác thiện? Mở đi. Ok, xài ông tắc kè thì không sướng mấy, xài khủng long em ơi. Ở buổi giờ người ta xài khủng long hết rồi. Thôi anh em làm đi, Tuấn Bảo chúc kiếm ít đồng, chưa ăn cơm rồi đó.